Xin chào các bạn, tôi là Trung. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một sản phẩm rất là tuyệt vời được sản xuất tại Việt Nam. Đó chính là cây rửa lóc. Cây rửa lóc khóa mở rất dễ dàng. Cây rửa lóc khóa 3 trong 1. Cây rửa lóc khóa tay ga, phanh và mũ bảo hiểm của bạn. Có cây rửa lóc, chiếc xe của bạn sẽ được an toàn. Cây rửa lóc nhỏ gọn, dễ dàng vận chuyển. Có cây rửa lóc, dù bạn bị cắt phanh, tay ga vẫn không thể hoạt động. Giờ đây, khi đã có cây rửa lóc, những chiếc khóa chống trộm khác, các bạn không cần phải dùng đến. Cây rửa lóc được bảo hành 2 năm, phù hợp với mọi loại xe máy Honda, Yamaha, Kawasaki và Ducati. Mọi chi tiết xin liên hệ trên website của chúng tôi. Xin cảm ơn.